Và trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ đọc là put it on, put it on, put it on. Đó, còn trong tiếng Anh Mỹ chúng ta sẽ đọc chữ T này này, bởi vì nó đứng giữa hai nguyên âm cho nên sẽ đọc một chữ đờ nhẹ. Đó, sẽ thành put it on, put it on, put it on. Ok, đó, thì đấy là lý do vì sao trong tiếng Anh lại có. Thử thách ngày hôm nay, các bạn hãy đọc cho cô ba câu này. Ba câu này. À, xem nào. Các bạn đọc thế nào nhá? Các bạn có thể ghi xuống. Đấy. Đọc câu này như nào? Ok. Rồi, bây giờ nha, bước thứ hai, thử thách thứ hai đó là cô sẽ đọc ra một câu và các bạn sẽ chép cái câu đó xuống xem các bạn có chép được nó ra hay không nha. Nào, câu đầu tiên này. Take it off. Ok, câu thứ hai này. Not at all. Not at all. Nào, các bạn xem có ghi được không? Mạng có vấn đề à? Các bạn có thấy mạng có vấn đề không? Nếu mà bạn nào thấy mạng ok thì ghi chữ ok nhé. Rồi, đấy. Và câu thứ ba này, câu này dễ, các bạn vừa mới nhìn rồi đấy. Đó là put it on. Put it on. Ok. Đó, thấy chưa? Cho nên ý, nếu như chúng ta đọc như kiểu tiếng Việt đó là put it on đó, hay là not at all hay là meet at it, thì chúng ta sẽ thứ nhất có thể là người nước ngoài họ nghe và họ khó hiểu là mình đang nói cái gì, hoặc là cái thứ hai đó là mình đọc kiểu này thì khi mà Tây nó đọc chuẩn ấy, mình nghe sẽ không ra, bởi vì các bạn nước ngoài sẽ đọc từ câu này sẽ là put it on, put it on, put it on, có nghĩa là mặc vào đó. Hay là not at all, đây là chữ at nha, AT nha, not at all, not at all. Có nghĩa là khi ai đó cảm ơn mình đúng không? Mình sẽ nói là không có gì đâu, not at all. Đấy, hay là gặp lúc 8 giờ nhé, sẽ là meet at 8, meet at 8, hoặc là meet at 8. Đó, nghe, không, không ra cái gì luôn đúng không? Đấy, vậy thì chính đó là lý do vì sao chúng ta sẽ cần phải học cái phần nối âm ngày hôm nay. Có nghĩa là chúng ta sẽ không đọc riêng lẻ từng từ và rõ từng từ là put it on, mà sẽ nối sang là put it và it on, put it on. Ok, đây cũng tương tự not at và at all, not at all. Và tương tự đây là meet at và at it. Ok, thì tí nữa cô sẽ hướng dẫn cho các bạn sâu hơn cách đọc như thế nào nha. Vậy thì ấy, vì sao chúng ta lại cần phải học cái phần nối âm này? Nối âm trong tiếng Anh nó sẽ gọi là linking sound, linking sound. Đấy, linking sound, nối âm mà. Vì sao lại cần phải học nối âm? Đó. Thứ nhất là đọc nghe nó hay và sang chảnh hơn rất nhiều. Thay vì đọc là put it on, sẽ đọc là put it on, put it on. Đó. Nghe sang chảnh hơn rất nhiều đúng không? Chúng ta phát âm sẽ chuẩn hơn, sẽ tự nhiên hơn và sẽ hay hơn, chuẩn Tây, chuẩn Mỹ hơn rất là nhiều. Và cái lý do thứ hai, lý do quan trọng hơn nữa so với việc sang chảnh ấy, đấy là cái việc phát âm và nối âm nó sẽ giúp cho các bạn nghe tốt hơn rất rất nhiều. Và cô có thể đảm bảo đó là cái lý do chính, chủ yếu, major vì sao các bạn lại chưa nghe được tiếng Anh ấy, đó là vì nối âm. Bởi vì khi mà đọc tiếng Anh, người ta nói sẽ rất là nhanh, và chính bởi vậy mọi cái âm nó cứ nối hết vào với nhau, và mình nghe, cái tai của mình nghe không nhiều, không quen thì mình sẽ không nghe ra. Ok. Rồi, vậy thì câu hỏi tiếp theo, thử thách tiếp theo dành cho các bạn này, nối âm hay không? Trong tiếng Việt chắc chắn là không có nối âm rồi, bởi vì nếu mà có nối âm thì nó sẽ đọc rất là buồn cười đúng không? Lần trước ấy, cô đã lấy cái ví dụ này cho các bạn rồi. Trong tiếng Việt nếu mà chúng ta đọc có nối âm thì cái này chúng ta sẽ đọc là gì? Đấy. Ví dụ như là mẹ cắt cho một ít thịt để ăn đúng không? Xong mình bảo mẹ là
mẹ cắt ít thôi, cắt ít thôi. Thì nếu mà nối âm chúng ta sẽ đọc thành là cut it, hoặc là theo kiểu Anh Mỹ sẽ là cut it, cut it thôi, đúng không? Nghe nó không ra cái gì cả, xong rồi mẹ mình sẽ nhìn mình với con mắt mình kiểu what? What are you saying? Cái gì ấy? Mày đang nói gì đấy? Mày ngộ à? Ngộ tiếng Anh à? Đúng không? Ok, đó cho nên tiếng Việt không hề có nối âm mà tiếng Anh lại có, cho nên người Việt chúng ta gần như là đọc sai cái nối âm này rất là nhiều khi mà học tiếng Anh. Đó, vậy thì vì sao trong tiếng Anh lại có nối âm mà trong tiếng Việt lại không có? Chắc chắn là cái nỗi lòng vì sao mình nghe không được ấy, nghe không hiểu gì ấy. Đấy, thì phần lớn nó là do cái lý do trong nằm trong bài ngày hôm nay. Đấy, cho nên cái này bài hôm nay cực kỳ quan trọng, các bạn cần phải nghe thật là kỹ. Ok, trong tiếng Anh nó có nối âm ấy là đơn giản bởi vì nó có phần trọng, à phần âm cuối. Ok, ví dụ như cái cụ mà vừa nãy chúng ta nói. Đây, người Việt chúng ta chỉ đọc là put, đây là eat, đây là on, đúng không? Nhưng trong tiếng Anh, từ này chúng ta sẽ đọc là put, put, có chữ T ở cuối đúng không? Đây là it, it, đấy, và đây là on, on. Cả ba âm này đều có âm cuối. Đấy, và khi mà chúng ta đọc âm cuối mà đọc nhanh thì nó sẽ bị lẫn sang cái âm của bên kia. Đấy, và trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ đọc là put it on, put it on, put it on. Đó, còn trong tiếng Anh Mỹ chúng ta sẽ đọc chữ T này này, bởi vì nó đứng giữa hai nguyên âm cho nên sẽ đọc chữ D nhẹ. Đó, sẽ thành put it on, put it on, put it on. Ok, đó, thì đấy là lý do vì sao trong tiếng Anh lại có, bởi vì người ta sẽ phát ra âm cuối. Còn tiếng Việt chúng ta không có âm cuối, từ này chúng ta chỉ đọc là cắt, và đây là có ít thôi, cho nên nó sẽ đọc thành cắt ít. Đấy, còn tiếng Anh sẽ là cut it. Đây, chính là cái từ này luôn. Đó, cut it, cắt nó đi, cut it. Ok, đó, hay là cut it, đó, nối âm. Ok, vậy thì chúng ta sẽ có những cái trường hợp nối âm như sau. Thông thường ấy, chúng ta chỉ thấy cái trường hợp phổ biến nhất, đấy là một từ mà kết thúc bằng một phụ âm như âm t. Đấy, và cái từ thứ hai bắt đầu bằng một nguyên âm. Đấy, thì hai cái âm này sẽ nối với nhau như là put it hay là put it. Ok, thì đấy là trường hợp nó gọi là phụ âm với nguyên âm. Đấy, đây, phụ âm với nguyên âm đây. Đó, thì đây là trường hợp phổ biến nhất. Còn hai trường hợp nữa ấy mà rất ít khi được nhắc đến hoặc là ít người biết, đấy là trường hợp nguyên âm với nguyên âm. Đó, nguyên âm với nguyên âm, nguyên nguyên và phụ phụ, phụ phụ. Ok, tức là một từ kết thúc bằng phụ âm và cái từ kia bắt đầu cũng bằng phụ âm luôn. Tuy nhiên nhá, vì sao hai trường hợp này ít được nói đến? Thì nó đơn giản là bởi vì ấy, nó có nhưng mà nó không giúp các bạn thay đổi nhiều được cái phát âm tiếng Anh của mình. Và chính bởi vậy ấy, đôi khi trong lúc cô dạy mà thời gian nó không có nhiều ấy, cô cũng không nói về hai cái trường hợp này đâu, để cho các bạn đỡ bị rối. Tức là mình nghe nhiều trường hợp, mình thấy nhiều trường hợp, chả nhớ gì cả. Đấy, vậy thì các bạn chỉ cần nhớ cái quan trọng nhất là cái này. Còn hai cái này nhớ được thì tốt, không nhớ được thì thôi, bởi vì nó không giúp mình thay đổi được nhiều. Ví dụ nha, phần nguyên âm với nguyên âm thì ví dụ như chúng ta có từ đây. Đấy, thì trong tiếng Anh Mỹ hay là cả Anh cũng thế, khi người ta đọc hai cái từ như thế này, âm này kết thúc bằng u và đây kết thúc bắt đầu bằng y ngắn đúng không, thì nó sẽ có âm w nhẹ ở đây, nó thành do it, do it, do it. Vì sao lại thế? Đơn giản bởi vì cái từ này là âm u là đang chu môi đúng không? Còn âm này là âm y là phải rẽ môi ra như thế này. Đó, thì nó là ui, thì nó sẽ có, nó sẽ biến thành cái âm ùa này. Nó đó là một cách rất tự nhiên, cực kỳ tự nhiên thôi, chứ nó không phải là một cái technique hay một cái kỹ thuật gì cả. Thế cho nên khi các bạn đọc ấy, các bạn cũng không cần phải cố tình cho chữ ùa này vào làm gì để nó càng thiếu tự nhiên hơn. Ok? Đấy, cho nên là cái này cô đã nói rồi, biết thì biết, mà không biết thì cũng không sao, các bạn vẫn đọc bình thường, nó vẫn thành do it, do it, do it. Ok, đấy rồi, đấy nó gọi là nguyên âm với nguyên âm.
Đấy, hay là một cái ví dụ nữa đây, he asks, ví dụ vậy, anh ta hỏi đúng không? Đấy, thì y và a e bẹt đúng không? He asks, hay là a dài đi, he asks, đó thì là âm i à, đó thì khi mà đọc này nó sẽ có âm y nhẹ ở giữa thành he asks, đó kiểu kiểu như vậy. Đấy, nhưng mà không có thì nó cũng chẳng sao cả. Đó, các bạn cứ đọc một cách rất là tự nhiên, rất là bình thường thôi. He asks, anh ấy hỏi. Đấy, hay là do it. Ok, đó thì đấy là phần nguyên âm với nguyên âm. Bây giờ đến phần phụ âm với phụ âm nha. Như nào gọi là phụ âm? Ví dụ như này, chúng ta có từ want to. Đấy, thì từ này kết thúc bằng một phụ âm và đây bắt đầu bằng một phụ âm, thì chúng ta sẽ không đọc là want to, tức là chúng ta không cần phải bật cái chữ T này ra, mà chúng ta đọc bỏ một cái đi và đọc một cái thôi. Want to, I want to love you, anh muốn yêu em đúng không? I want to ấy you, I want to kiss you, ví dụ thế đúng không? Đó thì bỏ một cái đi, want to thôi. Đó, hay là chúng ta có từ ví dụ nhá. Nói chung là đây, ví dụ như này. Đấy, mình muốn gửi bạn một món quà cùng với lời cảm ơn. Đó, thì cái từ này là với lời cảm ơn. Đây là with. With là âm TH đứng cuối và thanks. With thanks. Đấy thì TH lại đứng đầu. Cho nên hai cái này nó trùng nhau thì bỏ một cái đi, đọc một cái thôi. With thanks. Ok. Một cái nguyên tắc nữa cũng rất hay. Đấy là như này, nếu như mà cái từ đấy bắt đầu bằng chữ T, ví dụ như là xem nào, từ đây, rất là nhiều bạn hay bị đọc thừa, đấy từ đấy mà kết cái âm đấy kết thúc có chữ E nữa nhỉ, có chữ E nữa, completely. Đấy, rất nhiều bạn đọc là completely đúng không? It's not necessary, các bạn không cần thiết phải nói như thế. Từ này cái âm complete kết thúc kết thúc bằng chữ T và cái âm ly này bắt đầu bằng chữ l. Đó, đây là một phụ âm. Đấy, vậy thì nếu như mà đằng sau T là một phụ âm thì chúng ta không cần phải đọc T nữa. Ok? Đấy, cái âm E này là không tính nhá, bởi vì E nó vô thanh rồi. Chúng ta chỉ tính ở trong phiên âm thôi. Đây, từ này sẽ phiên âm là come. Please. Đấy. Oh, sorry. Đó, chúng ta chỉ phiên âm nó như này. Come âm completely. Completely. Đấy thì chúng ta bỏ T đi, đọc là completely thôi. Rất nhiều bạn nào là completely, đó, nghe nó không đủ sang chảy. Ok. Đấy, hay là tương tự từ completely này có nghĩa là hoàn toàn. Đấy. Hay là từ definitely. Đấy, definitely là chắc chắn rồi. Yêu anh không? Chắc chắn rồi. À, là definitely. Đấy, thì chúng ta nhấn vào đây. Definitely. Đấy, T không cần phải bật ra. À, các bạn cứ nhớ nguyên tắc đấy nhá. Đằng sau T là một phụ âm thì âm T đấy không cần phải bật ra. Được chưa? Đây, cái này cũng là trường hợp tương tự như thế thôi. T đằng sau T là một phụ âm cũng không cần bật ra nha. Rồi, đấy là trường hợp phụ âm với phụ âm. Thường cái trường hợp phụ âm này thì chúng ta sẽ cắt bỏ một cái phụ âm thừa đi, không cần phải đọc hai phụ âm cùng một lúc. Ok. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại với cái trường hợp mà nó nhiều nhất và quan trọng nhất, đấy là phụ âm và nguyên âm, tức là một từ kết thúc bằng một phụ âm và từ kia bắt đầu bằng một nguyên âm thì mình ấy nó với nhau. Rồi các bạn tự suy luận ấy là gì nhá. Ok. Rồi, trường hợp phụ âm với phụ âm thì nó rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta sẽ có những cái cụm như này. Work all day. Đấy, nối âm. Đó, work all day. À, bạn nào mà học online hay là offline của cô hay là của đội ngũ huấn luyện viên của IYOLO rồi thì cũng nhớ đúng không? AL chúng ta sẽ đọc là O,
work, từ này sẽ đọc là all, work all day, work all day, tức là làm việc cả ngày. Đấy. Khi mà các bạn nghe những cái file nghe của tiếng Anh hoặc là khi nghe người nước ngoài nói tiếng Anh ấy, thì các bạn sẽ thấy là người ta nói rất là nhanh luôn và họ nối với nhau một cách cực kỳ là nhiều. Đấy, cho nên các bạn phải luyện kỹ cái phần này để chúng ta nghe ra người ta đang nói cái gì. Đó. Hay là chúng ta có cụm đó là fill the cup. Fill the cup. Nào các bạn viết xuống đi. Fill the cup viết như nào nào? Đằng sau T là một phụ âm nha Nguyễn Thúy nha. Cô đọc lại à? Fill the cup. Fill the cup. Ê, thôi, đưa luôn đáp án này. Fill the cup. Đó, tức là đổ đầy một cái cốc. Cốc đâu? Where is the cup? This is a cup. À, hay là đây, một cái smile. Smile. À, this is a cup, right? And fill the cup. À, tức là chúng ta sẽ đổ đầy một cái cốc. Đấy, nối âm. Fill the cup. Tiếp theo nha, có một cụm nữa. Đấy là, nào các bạn đã ghi xuống này. Xem có nghe ra không nha. Drink, cái gì nhỉ? Drink it up. Drink it up. Now, drink it up. Drink it up. Là gì? Đỗ Thoa, Lê Tiến Đạt, Mạnh Hào à? Ok, rồi. Cái cụm từ thứ hai mà cô đọc ấy, đấy là drink it up. Drink it up. Đây. Drink it up. Đó. Cụm này có nghĩa là uống hết, uống cạn. Đấy, cạn ly. Đó. Drink it up. Ah, yeah. Ok. Nối âm nha. Drink it. Và it up. It up. Cô nói điều này rất là nhiều rồi nhưng mà cô sẽ giải thích thêm một lần nữa cho những bạn nào mà chưa biết được quy tắc này nhá. Đó là chữ T này, nó đứng giữa hai nguyên âm là âm E và âm O. Đó, thì nó sẽ đọc thành D nhẹ trong tiếng Anh Mỹ nhá. Còn tiếng Anh thì vẫn đọc bình thường. It up, drink it up, drink it up. Đó, trong tiếng Anh Mỹ sẽ đọc thành D. It up, drink it up. Ok, đấy cho nên sau này gặp Tây đúng không? Drink it up, uống hết, uống cạn. Đó. Rồi, các bạn còn nhớ là trong tiếng Anh Mỹ khi mà mình yo với nhau thì mình nói câu gì không? Yo, yo 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 yo, ow, dơ cốc lên và yo, thì chúng ta sẽ nói gì? Tiếng Việt nói là yo đúng không? Tiếng Anh sẽ nói là, có ai biết không? Yeah, okay, drink it up. Chúng ta sẽ nói là cheers, cheers, ow, cheers. Do you have a cup there? Các bạn có một cái cốc ở đấy không? Nào chúng ta cùng gọi là cheers. Chúc mừng. Chúc mừng năm mới. À, rồi. Đấy, thì đấy là một cụm nha. Để cô xem nào. À, rồi, một câu nữa nha. Để các bạn ghi xuống xem có nghe thì không nha. Đó là câu wait a while. Wait a while. Ghi xuống đi. Wait a while. Cheers này phải có S nha. Cheers. Wait a while. Là gì? Có ai nghe thấy không? Đó là đợi một lát. Đó. Nối sang. Wait a. Wait a while. While. Ok, bạn nào mà học lớp online hoặc là lớp offline thì các bạn đã biết rồi đúng không? Chữ L đứng ở cuối. Chữ E mà đứng cuối thì không tính nhé, coi như là nó bị câm hoàn toàn luôn. Thì mình sẽ tính là chữ L đứng ở cuối. Thì chúng ta sẽ đọc thành ờ đúng không? While, while, wait a while. Ok, đợi một lát, wait a while. À, ví dụ như cô đang chuẩn bị livestream thì ai đấy gọi đúng không? Thì cô sẽ bảo mọi người đó là wait a while. Các bạn đợi một lát nha. Tức là gặp nhau lúc 8 giờ. Ok. Meet a date. Meet at. Meet at. Và a date. A date. Các bạn nhớ xem cái livestream này đến cuối cùng nha. Bởi vì tí nữa cô sẽ bật mí cho các bạn một cái
cái bí kíp để các bạn nói nối âm hay hơn rất nhiều. Còn lại rất là nhiều bạn học phần nối âm này nhưng mà không học đến nơi đến chốn ấy, thế là các bạn nối âm nghe nó rất là thô ấy, cực kỳ thô luôn ấy, nghe nó đúng kiểu là người nước ngoài học học tiếng Anh, thì nói chung là thà đừng nối âm còn hơn. Ok, đấy thì đấy là cái trường ba cái trường hợp phổ biến nhất thì chúng ta nối âm. Còn một cái trường hợp nữa là một trường hợp đặc biệt. Đấy. Trường hợp đặc biệt này nó sẽ như sau, nó sẽ chỉ dành cho mấy âm như sau. Thứ nhất là âm và âm d và âm z. Đó. Đây là bốn âm phổ biến nhất trong tiếng Anh, bốn âm cuối nha, sorry, bốn âm cuối phổ biến nhất trong tiếng Anh. Đấy. Ví dụ từ có từ meet, từ it, từ eat, đó rất rất nhiều từ kết thúc bằng âm t. Vậy thì những cái âm phổ biến này mà cộng với âm y, rất nhiều bạn đọc nhìn âm này là đọc thành âm giờ đúng không, hay là giờ thì không đúng, đây là âm y. Ví dụ trong từ you, đấy, từ you sẽ bắt đầu một âm y thì nó sẽ biến thành một cái từ nó cực kỳ là đặc biệt. Đấy, ví dụ nhá, từ đây, từ kết thúc bằng âm cộng với đầu tiên là y, chúng ta sẽ không đọc là meet you hay là meet you như bình thường, mà chúng ta sẽ đọc là meet you, nice to meet you, nice to meet you. Có nghĩa là âm t cộng với âm y nó sẽ thành một âm nhân đôi sức mạnh lên, đó là âm ch. Ok, cô hay nói đùa đó là âm giờ này vì sao nó lại có một cái sự đặc biệt như thế. Đây là cái trường hợp đặc biệt nhá, cái số 4 này là trường hợp đặc biệt. Vì sao lại đặc biệt như thế? Bởi vì âm giờ này không phải là nguyên âm mà cũng không phải là phụ âm. Đấy, nó là bán nguyên âm, tức là nó vừa là nguyên âm mà lại vừa là phụ âm, tức là nó kiểu nửa nọ nửa kia ấy. Đấy, như kiểu là less hay là gay ấy, đúng không? Đấy, thì các bạn thấy không? Những người mà giới tính thứ ba ấy, họ thường lại là những người rất là tài năng về mặt gì đó, thường là mặt nghệ thuật. Đó. Thì đây tương tự như thế, cái âm này là âm đặc biệt bởi vì là nó không thuộc cái thể loại gì cả. Cho nên là những cái âm này mà gặp nó thì nó sẽ nhân đôi sức mạnh lên. Đấy, đọc nó sẽ khác rất là nhiều. Đó, đây là âm. Nhưng cái này thì sẽ đọc thành. Ok, đấy, nice to meet you. Đó, hay là don't you. Đấy. Don't you. Don't you know I love you? Em không biết là anh yêu em à? Đó. Don't you know I love you? Đấy, câu này đi đọc tỏ tình được đấy. Don't you know I love you? Nhưng mà phải phát âm chuẩn đúng không? Đấy, thu âm mà. Don't you know I love you? Đấy, xong rồi gửi cho người ấy đúng không? Nó sẽ kiểu ngã ngửa luôn. Wow, giỏi tiếng Anh quá, yêu thôi. Ok. Đó thì đấy là cái đầu tiên. Rồi cái thứ hai là âm d cộng với giờ này thì nó cũng nhân đôi sức mạnh lên, nó sẽ thành âm d. Đó. Nào, d và d. D, d. Ví dụ như chúng ta có từ là từ từ would you. Đây, would you. Đấy, đây là âm o nha. Đó. Would you like a cup of coffee? Em có muốn một tách cà phê không? Would you? Đấy. Chỗ này chúng ta không là would you, đấy, hay là would you như tiếng Việt, mà chúng ta sẽ bật ra cái âm ch này. Would you? Would you? Would you like a cup of coffee? Rồi. Đấy. Thì nếu như bạn nào không biết những cái âm này là những âm gì thì chúng ta phải học lại bảng IPA, chúng ta lại phải học lại từ đầu về về phát âm tiếng Anh. À, nếu bạn nào mà không biết học như nào thì có thể lên kênh YouTube của IOLO, IOLO English đấy, hoặc hay là nhắn tin cho cô, hoặc là muốn học trực tiếp hay là kèm cặp trực tiếp thì có thể là nhắn tin cho cô, thì có gì cô sẽ giúp đỡ nha. Rồi, đấy thì là âm tiếp theo, âm mà cộng với âm y, a y thì nó cũng nhân đôi sức mạnh lên thì nó sẽ đọc thành âm đó. Ví dụ như chúng ta có cái cụm từ đó là
Thế nào? Đây, cái câu này là câu phổ biến nhất mà rất nhiều người đọc sai. Chúng ta hỏi là bạn tên là gì, hỏi thế nào? Bạn tên là gì? Có thể là OK, đây. Chúng ta có thể đọc là What's your name? What's your name? What's your name? OK. Nhưng mà nếu như các bạn nối âm này với âm này thì chúng ta sẽ đọc là What's your name? What's your name? What's your name? Đó. Thì chúng ta sẽ biến âm S này từ âm sờ nặng. What's your name? What's your name? Tên bạn là gì? What's your name? Đó. What's your name? Hay là What's your name? Đều OK. Nha. Nên các bạn thử đọc từ kiểu what's your name, nghe nó rất là sang chảnh, khác biệt hoàn toàn so với what's your name, đúng không? Rồi, tiếp theo. Đang âm S thì thành âm vô thanh. Còn tiếp theo âm Z thì sẽ cộng với âm Y này sẽ thành một âm hữu thanh, đó là âm Z. Nếu như bạn nào mà đã học bảng phiên âm rồi thì các bạn sẽ biết rằng là đây là âm vô thanh này, thì cộng với âm giờ cũng sẽ ra âm vô thanh là âm ch. Đây là âm hữu thanh d, cộng với cái này thì sẽ ra âm hữu thanh là j. Đây là vô thanh thành vô thanh, hữu thanh sẽ thành hữu thanh. OK, nó sẽ đi với cặp với nhau đấy, cho nên các bạn lưu ý đừng đọc lộn nha. Rồi ví dụ âm âm z mà cộng với chữ giờ thì chúng ta có cái câu như kiểu là như này. Who's your mother? Đây. Đấy. Ví dụ như là người yêu dẫn bạn về ra mắt gia đình, đúng không? Đấy, thế là anh ý cho mình xem một cái ảnh gia đình. Đấy, có rất là nhiều người đứng ở đó. Thì hôm nay mẹ anh ấy lại không có ở nhà. Thế là mình hỏi anh ý là thế mẹ anh ở chỗ nào? Mẹ anh đứng ở đâu? Đấy, hay là mẹ anh là ai trong những cái người trong ảnh đấy? Thì chúng ta sẽ có thể hỏi là Who's your mother? Who's your mother? OK, đó thì chỗ này bởi vì là chữ who, chỗ này sẽ đọc thành Z. Vì sao đọc thành Z thì cô đã có cái bài dạy về âm cuối rồi, các bạn tìm lại nhá, trên kênh YouTube của cô hoặc là trên trang cá nhân này thì cũng có. Đó, thì chỗ là chữ Z, who's, who's. Đó thì nối sang chữ giờ của chữ your thì nó sẽ thành who's your. Đó. Who's your mother? Who's your mother? OK. Đó. Thì đấy là cái những cái trường hợp đặc biệt của phần nối âm. Nào, xem các bạn học đến đâu rồi nào. Rồi bây giờ cô sẽ đọc một câu và các bạn sẽ viết cái câu đấy xuống nha. Nào. Why didn't you tell me? Why didn't you tell me? Ghi xuống coi. Why didn't you tell me? OK, rồi các bạn nào nghe được cái câu đấy không? Why didn't you tell me? Đạt nguyên là why did you là không đúng rồi nè. Một số bạn thì là why didn't tell. Didn't thì làm gì đã có nối âm? Phải có didn't gì chứ. Why didn't you tell me? Đó, didn't you? Didn't you? OK. Đó, didn't you thì nó là gì? Why này. Didn't you? Didn't you tell me? Đấy, sao anh không nói với em? Đó. Đây. Why didn't you tell me? Đó, đây là didn't nha. Đây chữ N. Đó. Why didn't you tell me? OK. Đó. Sao anh không nói với em? Đó. Nói một cái bí mật gì đấy đúng không? Ví dụ như là ông này sao đấy? Ông này ông giấu một cái bí mật gì đấy, trong khi mà bà người yêu tìm ra, bà người yêu hét lên: Sao anh không nói với em? Why didn't you tell me? Đó. Được chưa? Rồi thêm một câu nữa nha. Test khả năng nghe của các bạn nha. Why don't you tell me à? No, why didn't? Didn't. Nếu như mà có điều kiện hay là có thời gian rảnh nữa thì cô sẽ làm một cái buổi về nuốt âm nữa, nuốt âm.
Đó, đôi khi chúng ta không đọc rõ cái âm đấy ra mà chúng ta sẽ nuốt đi, bởi vì là nó không quan trọng, nó không được nhấn, cho nên là nuốt bớt đi, đọc cho nó nhanh. Đây, bình thường chúng ta sẽ đọc từ này là didn't, 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 didn't. Nhưng mà đôi khi ấy, chúng ta đọc nhanh, chúng ta có thể nuốt nó đi thành didn't, didn't, why didn't you, đó, hay why didn't you, why didn't you, đó, didn't you. Ok, đó, thì đấy gọi là nối âm. Rồi, một câu nữa nha. Mystery. Rồi, một câu nữa nè. What did you find out? What did you find out? What did you find out? Ok, cái câu ấy của chúng ta đó là What did you find out? Đây. What did you feel down? À, ok, Trang Trang câu trả lời chính xác rồi. Ok, Đặng Minh Nga đúng rồi, Quyết Thắng Lê chuẩn chuẩn, Phạm Văn Oanh ok rồi. Đó. Đây. What did you find out? Đó. Chỗ này sẽ là did you và đây là find out. What did you find out? Ok, that's great. Rồi. Đấy, thì học là một phần nhưng mà chúng ta sẽ phải luyện nghe hơn nữa rất là nhiều, và các bạn luyện nghe bằng cách là chúng ta nghe các bài hát ấy, những bài hát mà đơn giản được cũng được đấy, và các bạn nghe và chép xuống hoặc là nghe và nhẩm theo xem mình có nghe ra không. Nếu không nghe ra thì có nghĩa là người ta đang nối âm hoặc là người ta phát âm nó rất là khác so với mình, thì mình cần phải gọi là xem lại lời và học lại nói lại. Ok, và một cái bí kíp như vừa nãy đã hứa cô sẽ nói với các bạn, làm thế nào để các bạn nối âm nó phải thật là tự nhiên, đúng không ạ? Bởi vì ấy, một số bạn sau khi học xong cái phần nối âm này này, tự tin rằng là à mình đã có một vũ khí vô cùng tối tân để nói tiếng Anh, đúng không? Thế là đi đâu cũng nhờ, cũng 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 gọi là nối âm vào đấy, nhưng mà nối nó lại rất là thiếu tự nhiên. Bởi vì sao? Như thế này. Đâu rồi? Đây. Ok. Trong tiếng Anh nó có một đặc điểm ấy, đấy là chúng ta sẽ không đọc tất cả các từ bằng nhau với một cái điểm nhấn bằng nhau và một cái độ mạnh bằng nhau, mà chúng ta sẽ chỉ nhấn vào những từ mà quan trọng nhất ở trong cái câu đấy và trong cái cụm đấy thôi. Đấy, và chính bởi vậy thì ví dụ cái cụm này chẳng hạn, nếu như bạn nào mà đọc theo kiểu nối âm mà đọc thô ấy, nó sẽ là put it on, put it down, đúng không? Put it down. Ok, đấy thì nó nghe rất là thô và nghe nó không không hay một tí nào cả. Và các bạn lưu ý khi chúng ta học phụ học về nối âm ấy, một cái nguyên tắc quan trọng nhất, các bạn comment xuống nhá, chuẩn bị này, nguyên tắc quan trọng nhất cần phải biết này. À, ghi xuống này. Đó là khi đọc nối âm chúng ta phải đọc đúng trọng âm của câu. Nào, đúng trọng âm câu, đọc đúng trọng âm câu. Ok, đọc đúng trọng âm câu. Cứ ghi xuống đi rồi cô sẽ giải thích cho các bạn. Như thế nào gọi là đọc đúng trọng âm câu? Ok, ví dụ đây là một cái câu đi, đây là một câu. Thì chúng ta không đọc tất cả các từ này bằng nhau, put it down, mà chúng ta sẽ chỉ nhấn vào một cái trọng âm thôi. Và theo các bạn trong ba từ này thì nhấn trọng âm vào đâu? Nào. Nhấn trọng âm vào đâu? Ok, chúng ta sẽ nhấn vào trọng âm put, đúng không? Đây là cái từ mà quan trọng nhất và cái từ mang nghĩa chính của cái câu này, đó là put. Đấy, thì cái từ này chúng ta sẽ đọc to lên, đọc rõ rõ và đọc mạnh hơn, còn tất cả những từ còn lại chúng ta đọc lướt qua đấy, như một cơn gió. À, lướt qua như một cơn gió chứ không đọc bằng nhau put it down đó, mà là put it on, put it on, put it on. Ok, la la, put it on. Tương tự cũng thế, chúng ta sẽ đọc là not at all. Cả cái câu này này thì nó sẽ thường nhấn vào phủ định là chính, thì chúng ta nhấn vào not, đúng không? Not at all, not at all. Đấy, thì cả hai cái từ này đều, hai từ đều xuống, đều thêm dấu huyền và cái từ này thêm dấu sắc, not at all. Đấy, chứ không đọc là not đất đô, đúng không? Not đất đô nghe rất là thô, đúng không? Đây cũng thế,
Cả cái từ này chúng ta có thể nhấn vào từ meet hoặc là từ ate. Đấy, thì ví dụ nhấn vào từ này chúng ta sẽ đọc là mid-date. Mid-date. Đó, date là huyền nặng, sắc huyền nặng. Đó, mid-date. Đấy, chứ không phải đọc là mid-date, đúng không? Nghe kiểu mid-date, mid các kiểu, đúng không? Đó. Đấy, hay là đây cũng thế, chúng ta không đọc là take it off, mà sẽ đọc là take it off, take it off, take it off. Ok, đó. Thì đấy là một cái nguyên tắc vô cùng quan trọng khi các bạn đọc trọng âm là phải khi đọc nối âm là phải đọc đúng cái trọng âm, còn cái kia là đọc lướt. Một cái nguyên tắc nữa cũng cực kỳ là quan trọng, các bạn cũng cần phải ghi nhớ nó này. Đấy là khi mà chúng ta đọc nối âm ấy thì xem nào, thì như nào nhỉ? Thì các bạn phải luyện khá là nhuần nhuyễn trước khi các bạn biểu diễn cái này. Nếu không thì đấy, như cô vừa biểu diễn ấy, các bạn đọc nó sẽ rất là thô. Cho nên khi mà nối âm các bạn đừng cố nối, mà đọc đúng âm cuối thì tự nó sẽ nối. Ok, các bạn ghi cái câu đấy xuống. Tức là không cần phải cố nối, mà chỉ cần đọc đúng trọng đọc đúng âm cuối thôi. À, không cần phải cố nối, mà chỉ cần đọc đúng âm cuối. Ok, không cần phải cố nối, mà chỉ cần đọc đúng âm cuối. Nghĩa là sao? Có nghĩa là Tây ấy nó không được học cái nguyên tắc đấy, được chưa? Nó chỉ là nghe mọi người đọc thế và nó cũng nói ra một cách nó vô cùng là tự nhiên. Tức là nó có âm cuối đúng không? Mà đọc nhanh thì tự nhiên nó sẽ phải nối thôi. Còn người Việt của chúng ta, bởi vì chúng ta học nguyên tắc xong là chúng ta cứ cố, xong là bởi vì các bạn cố nên các bạn cứ tập trung vào cái đấy ấy, thì tập trung vào thì nó lại thành đọc thành trọng âm luôn. Đấy, ví dụ take it đúng không? Take it đấy thì nhấn vào ít rồi, take it trong đây là ít đọc đấy là thành là nhấn vào từ off, nhấn vào từ ít thì no, it's not true, thì chỉ cần là take it đấy. Tức là đọc đúng cái trọng âm thêm đọc đúng âm cuối, bật kiêm ca này ra, take it đấy, thì là sẽ tự động nối vào với nhau, được chưa? Đó, cho nên là một lời khuyên của cô này, đó là các bạn trước khi biểu diễn cái kỹ thuật nối âm này, các bạn hãy đọc một cái đoạn hoặc là đọc mấy câu này cũng được, và các bạn ghi âm vào xong là mở lên nghe, nghe xem nó có kiểu thô quá không. Nếu mà thô quá ấy, thì lời khuyên của cô đấy là các bạn chưa cần phải cố nối, mà chúng ta cứ đọc đúng cái này trước đấy, và khi mà mình đọc đúng cái âm cuối này rồi thì là tự động nó sẽ nối vào, thì nghe nó sẽ tự nhiên hơn rất là nhiều, và đôi khi ấy cũng không cần phải nối luôn, bởi vì như sau nhé. Bởi vì ví dụ cái câu này mà cô nhấn vào cái từ này và cô kéo nó ra kiểu put it on, put it on đấy, thì nó cũng không cần phải nối, mình nhấn là mình đọc đúng cái âm này là được, put it on, put it on. Ok, đó, cho nên là cô sợ nhất là các bạn học xong là chỗ nào cũng nối, xong là bởi vì là cứ nhấn vào các kiểu ấy nghe nó rất là buồn cười đấy, cho nên là đọc đúng âm cuối trước đấy, và đọc nó một cách tự nhiên. Ok, rồi. So, I think that's it for today. So, thank you very much for spending time with me and learning with me. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian để cùng học với cô nha.